Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Nội dung video hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị một cái dòng hoa hồng ngoại có tên là Bitchit. Đây là giống hoa hồng của Anh, được lai tạo bởi David Actin. Nếu cô bác anh chị nào chơi hoa lâu năm thì chắc chắn sẽ biết được David Actin là ai. Ông ấy được mệnh danh là ông vua của các loài hoa. Ông ấy lai tạo ra được rất nhiều các giống hoa đẹp cô bác anh chị. Trong đó có cái dòng hoa Bitchit cực kỳ nổi tiếng. Cô bác anh chị có thể nhìn thấy Bitchit có màu vàng chanh không anh chị? Tức là bên trong nó sẽ có màu vàng, bên ngoài nó sẽ có màu trắng. Và Bitchit thì có hương thơm của trà xanh các anh chị nhé. Nó thơm mát, thơm dịu, rất thơm. Đây là dòng hoa cắt cành, có sức phát triển cực kỳ mạnh các anh chị. Những cái cây Bitchit này của em ấy thì là em trồng ở trong cái chậu nhựa. Nó sống ở trong cái chậu nhựa này được khoảng hơn 2 năm rồi. Đấy, các anh chị có thể thấy cái gốc là rất to. Mặc dù chậu bé nhưng mà Bitchit vẫn phát triển mạnh. Từ đó các anh chị có thể thấy được là cái cây Bitchit này có đặc tính phát triển rất khỏe. Em không có thời gian thay chậu đâu các anh chị. Đấy, vì vậy em cứ để nó trong đó thôi. Nhưng tới đây sẽ phải thay cho nó một cái chậu mới để cho nó cho nhiều hoa các anh chị nhé. Đấy, form dáng của Bitchit thì rất cuốn. Nó là dòng hoa cánh kép mà. Rất là mộng mơ các anh chị. Các anh chị có nhìn thấy rất đẹp. Trong các dòng cắt cành như là Seo, La Phong, Catalia, Bitchit thì em đánh giá Bitchit rất cao. Bởi vì cái đặc tính của nó là nó thơm là một, cái đặc tính phát triển khỏe là hai, và nó bền hoa. Nói về độ bền hoa thì Bitchit gần như là thuộc dòng có độ bền hoa cao nhất của anh chị. Nó, nếu về nói về các dòng cắt cành như là La Phong hay Seo hay Keng Lốc thì La Phong là một trong những dòng hoa có mùi thơm và cánh cuốn rất đẹp. Tuy nhiên La Phong không giữ được độ bền hoa như của Bitchit. Bitchit nó thơm nhưng mà nó lại giữ được cái độ bền hoa. Vì vậy là em trồng khá nhiều cái dòng Bitchit này, các anh chị có thể thấy được. Và hai là sức phát triển của Bitchit thì hơn hẳn La Phong. Em khẳng định với các anh chị nó hơn hẳn La Phong luôn. Mùa hè hay mùa nào Bitchit phát triển vẫn khỏe. Đấy, tuy nhiên đẹp nhất thì là nó sẽ rơi vào những cái mùa mát mẻ như mùa thu hay mùa xuân. Bitchit thì có khả năng kháng sâu bệnh tương đối tốt. Do lá nó dày, nó bóng không anh chị. Vì vậy là nó cũng rất ít khi bị lấm lá. Và đặc biệt là Bitchit có khả năng kháng bọ trĩ. Em thấy là nó có khả năng kháng bọ trĩ khá mạnh. Tức là các giống hoa khác khi bị bọ trĩ hút ấy, là gần như là sẽ không lở. Hoặc là lở ra nó sẽ, hoặc là nó sẽ bị thối, nó không lở được không anh chị. Tuy nhiên Bitchit là cái dòng hoa mà khi các anh chị chữa trị bọ trĩ cho Bitchit gần như không cần phải cắt lụ. Tức là chữa khỏi bọ trĩ là Bitchit nó sẽ lở các anh chị. Đấy. Vì vậy là nếu các anh chị nào mà biết đặc tính của cái giống hoa này, các anh chị chỉ cần phun trừ bọ trĩ thôi là kết quả nó sẽ rất tốt. Đây là cái bông Bitchit mà sau khi nó lở được một thời gian các anh chị, đấy, nó sẽ không giữ được form dáng nữa và nó sẽ xòe như vậy. Tuy nhiên cái xòe của Bitchit nó vẫn đẹp các anh chị. Và nó sẽ lưu được lại khi nào, khi cái màu vàng đó nó chuyển hết sang màu trắng các anh chị. Đấy, còn đây là cái bông hoa mà bị bọ trĩ nó hút. Đấy, nó vẫn xòe. Tuy nhiên là nó bị biến dạng các anh chị nhé. Tức là sau khi bọ trĩ nó hút nhiều quá thì nó biến dạng như vậy. Đấy. Tuy nhiên các dòng hoa khác là cũng sẽ không lở được đâu các anh chị. Hoặc là nó sẽ thối. Tuy nhiên Bitchit là nó vẫn xòe được. Vì vậy nếu các anh chị chỉ cần biết phun phòng bệnh cho cái cây Bitchit này thôi thì tất cả các bông hoa Bitchit đóng lụ nó sẽ lở hết các anh chị. Đấy, và form dáng của nó giữ được rất lâu. Tức là các anh chị sẽ chơi hoa được rất lâu. Và hợp với cả mùa mát mẻ lẫn mùa hè. Đấy, đây là form dáng chuẩn của Bitchit này các anh chị này. Nhìn rất đẹp các anh chị, nhìn rất là thơ mộng và sang trọng. Đấy, nội dung video hôm nay thì em xin chia sẻ cho các anh chị về cái dòng hoa như vậy thôi. Xin chào tất cả các anh chị nhé.